Cảm ơn em đã quay lại với kênh của mình. Hiện tại thì dao Makita mình không có về hàng nữa ha. Hiện tại còn khoảng 10 cây. Anh em xem video đó thì mua cây nào thì có thể nhắn qua số điện thoại em để trên tiêu đề. Cây này là Suzuki lưỡi 27 cm ha. Cái này em bán giá là 3 triệu 7. Con này em nhớ là như lưỡi 24 á. Rồi, 24.5 ha. Rồi, Gito 24 Da Market. 33 lớp thép lõi VG10 nha. Thương hiệu Makita ha. Con này em bán giá 3 triệu rưỡi nha. Rồi, cây này cũng Gito 24 ha. Cây này thì cũng 33 lớp thép. Cái này thì nó không có vân búi hay cái kia. Cây này em bán giá là 2 triệu 9 nha. Rồi, Suzuki Hiki ha. À nhầm, cây này Kirisuke nè. Đặc biệt là lõi thép SG2 nha. Cái này là siêu thép ha. Cái này độ cứng nó lên tới tầm 61-62 HRC á. Ưu điểm vừa kháng rỉ mà vừa giữ bén tốt ha. Ba triệu bảy nha anh em. Nakiri ha, vân búa. Con này lưỡi nó mình nhớ là 17 á. Đúng rồi. À nhầm nha, 16 thôi. Mới à, chưa sử dụng nha. Mới 100%. Cán gỗ bắc ca đỏ ha, có chốt pin khảm hoa văn ở đây. Khâu thì vát kim cương nha. Khâu inox ha. Bát cạnh kim cương, cái này là ăn lục giác á, lục giác bát giác gì đó. Rồi dòng này thì một cái ta này vân glass á, cũng 33 lớp. Cán này là cán nhựa, người ta gọi là ngà nhân tạo ha. Cái nhựa này khá là đặc biệt ha. Nó rất là cứng và độ bền nó cao ha. Thì người thợ mà cái ta người ta hoàn thiện nó nhiều góc cạnh nè. Rất đẹp ha, cầm rất là ôm tay. Con Betty này lưỡi nó là 11 ha. Con này em bán giá là 850 nha. Cái này lưỡi 21 rồi nè, Gito 21. Cái này em bán 2 triệu 4 nha. Nakiri nè, 2,4 triệu luôn. Rồi, con này ghi Gito 27 nha. Cái này không phải Damascus đây nè. Cái này thép nguyên khối kháng rỉ ha, Olivanium ha. Rồi, cái này em bán giá là 2,7 triệu, lưỡi 27. Rồi, Gito 24 nè.
này 2,9 triệu nha. Rồi ghi ô tô 21 ha, 2,7 triệu. Petty 15 cm ha, 1,4 triệu ha. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video.